Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh News 24 giờ. Hà Thương rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng các bạn trong các bản tin hàng ngày. Và hôm nay có thông tin gì đáng chú ý mà không thể bỏ qua? Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật nhé. Gần đây, Billboard đã công bố một bảng xếp hạng âm nhạc hoàn toàn mới được tạo nên với sự hợp tác từ dữ liệu của Twitter. Bảng xếp hạng này mang tên Billboard Hot Trending Song, xếp hạng các bài hát dựa trên việc theo dõi các cuộc trò chuyện nhắc đến bài hát và xu hướng trending liên quan trên phạm vi toàn cầu thông qua Twitter. Bảng xếp hạng có thể được cập nhật sau mỗi 24 giờ đồng hồ và sau 7 ngày. Và một phiên bản bảng xếp hạng tuần này cũng sẽ có thời điểm tracking từ thứ 6 tuần trước đến thứ 5 tuần sau, tương tự như các bảng xếp hạng âm nhạc khác của Billboard và cũng sẽ được công bố trên billboard.com. Điểm đặc biệt của bảng xếp hạng này là sẽ track mức độ phổ biến của các bài hát dựa trên những gì mà mọi người nhắc đến thay vì những gì mà họ đang nghe. Điều này cũng sẽ làm nổi bật các bài hát đang là xu hướng mới, hoặc tại các lễ trao giải, hoặc sự kiện lễ hội, hoặc một sự kiện throwback nào đó, vân vân. Chúng ta cần phải lưu ý rằng bảng xếp hạng này không phân biệt bất kỳ thể loại nhạc hay quốc gia nào. Tuy nhiên, với việc các fan K-pop sử dụng Twitter rất mạnh mẽ, bảng xếp hạng này sẽ sớm trở thành một cuộc cạnh tranh ngầm diễn ra giữa các fandom K-pop. Và vào ngày 9 tháng 11, Billboard đã công bố bảng xếp hạng Billboard Hot Trending Song tuần thứ 3. So với tuần trước thì bảng xếp hạng tuần này chứng kiến khá nhiều sự thay đổi cũng như những ca khúc mới góp mặt. Sau đây, chúng ta hãy cùng theo dõi top 10 của bảng xếp hạng này. Hạng 10, Coldplay BTS với ca khúc My Universe, Billboard không đề cập số liệu. Hạng 9 là Baziga, 458.000 lượt đề cập. Hạng 8, BTS Permission to Dance, Billboard không đề cập số liệu. Hạng 7, NCT 127 Favorites, 828.000 lượt đề cập. Hạng 6 là Fly Away, 840.000 lượt đề cập. Hạng 5, Lisa Blackpink với Money, 897.000 lượt đề cập. Hạng 4, Lisa Blackpink, La Lisa, 910.000 lượt đề cập. Hạng 3, Spaceman 1,2 triệu lượt đề cập. Hạng 2, Seventeen với Rock With You 1,5 triệu lượt đề cập. Và hạng 1, Brother của BTS 7 triệu lượt đề cập. Như vậy, lần này Brother của BTS tiếp tục trụ vững top 1 của bảng xếp hạng Billboard Hot Trending Song. Theo đó, ca khúc ghi nhận đến 7 triệu lượt đề cập trên Twitter trong tuần tracking từ ngày 29 tháng 10 đến mùng 5 tháng 11, tăng đến 157% so với tuần trước. Sự gia tăng việc fan nhắc đến ca khúc này trên Twitter phần lớn vẫn là do vào ngày 28 tháng 10, Brother được đề cử hạng mục Favorite Pop Song tại American Music Awards. Như vậy, tính đến lúc này, BTS đã liên tiếp dẫn đầu 3 tuần liền kể từ khi bảng xếp hạng này ra đời. Tuần đầu với Permission to Dance, 2 tuần sau với Brother. Đứng vị trí Á quân tuần này vẫn là Seventeen với 1,5 triệu lượt đề cập trên Twitter. Mặc dù bị bỏ lại ngôi đầu khá xa, nhưng con số này vẫn đủ giúp nhóm nhạc nhà Pledis không bị tụt hạng. Trong khi đó, nam ca sĩ diễn viên người Thái Lan đã tăng đến 4 bậc trên bảng xếp hạng để chốt lại top 3 tuần này. Đáng chú ý, Lisa của Blackpink chính là đại diện nữ duy nhất lọt top khi tuần này aespa đã rời khỏi top 10. Thì ra đây chính là lý do Jennie giấu nhẹm loạt ảnh diện chiếc đầm này đi, mặc dù nó tôn body triệt để. Vào chiều tối ngày 7 tháng 11, sự kiện LACMA Art Film Gala lần thứ 10 đã được tổ chức tại Los Angeles, Mỹ. Thảm đỏ gala năm nay cũng quy tụ dàn sao khủng đến từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm cả dàn sao đình đám Hollywood lẫn những gương mặt xứ Hàn. Và cô nàng Jennie Blackpink cũng bất ngờ có mặt tại sự kiện lần này. Điều đáng nói trong sự kiện này, Jennie diện một mẫu đầm cháy vô cùng, nhưng cô nàng lại giấu nhẹm chúng đi toàn tập. Jennie hiện đang có chuyến vi vu tại Mỹ, nữ idol update hình ảnh khá nhỏ giọt. Cô nàng cũng không công bố lịch trình cụ thể nên các fan vô cùng tò mò về các hoạt động của Jennie ở trời Tây. Dù Jennie không đăng ảnh trên trang cá nhân, nhưng qua một vài tấm hình hiếm hoi do các khách mời đăng tải, có thể thấy Jennie vẫn duy trì đẳng cấp nhan sắc và style đáng chú ý. Tại sự kiện này, cô nàng đã diện mẫu váy đen dáng ôm đơn giản, phần cổ là chi tiết đan dây thú vị tôn lên xương quai xanh gợi cảm. Dáng váy dù tối giản nhưng tôn dáng hết mực, thiết kế ôm nhẹ nhàng bao trọn vẹn vòng eo thon thả, phô diễn body đẹp như tượng tạc của mỹ nhân Hắc Hường. Vì váy có vốn thiết kế đơn giản và ấn tượng nên Jennie không tô điểm phụ kiện quá nhiều, cô nàng make up nhẹ nhàng, búi tóc thấp, thanh lịch.
Điều đáng chú ý là lai lịch mẫu đầm này cũng vô cùng thú vị. Đại sứ Chanel không chọn diện trang phục đến từ Chanel như thường lệ, mà chọn diện thiết kế đến từ thương hiệu của Mugler. Đây không phải là thiết kế mới toanh mà vốn là trang phục vintage nằm trong bộ sưu tập thu đông 2020 của thương hiệu này. Chính vì vậy các fan đã khá vất vả mới có thể tìm ra được lai lịch chiếc váy mà Jenny diện. Ngoài ra nhiều fan còn thắc mắc rằng đầm đẹp là vậy, cớ sao Jenny lại không diện lên thảm đỏ sự kiện, một tấm ảnh thảm đỏ cũng không có. Nguồn cơn là bởi sự kiện LACMA Art Film Gala năm nay vốn do Gucci tài trợ chính. Vì vậy nên phông nền sự kiện luôn hiện hữu logo của nhà mốt Ý. Trong khi đó, Jenny là đại sứ của Chanel, đại diện một mẫu đầm của Mugler. Bởi vậy, nếu lỡ chụp ảnh thảm đỏ bị dính logo Gucci thì cũng không hay. Do đó, dù diện đầm cháy hết mình, nhưng Jenny vẫn lựa chọn phương thức an toàn, không đi thảm đỏ để tránh tạo ra mâu thuẫn giữa các thương hiệu. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của Knews 24 giờ. Hãy chia sẻ cảm nhận bên dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Và nhớ đừng quên nhấn đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức mới nhất nào đến từ chúng mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.